Rồi vậy? Em này cái gì mà em không
Ủa, bây giờ có mở đâu mà nấu. Ừ ha. Em có cách rồi. Em thấy cái người em nhờ mơ đấy. Nào em. Cái gì má? Ôi, ghê vậy. Mày thả mày lấy cái mở bụng tao luôn đi. Mày lấy hai em đi. Mày lấy hai em đi. Mày lấy mở bụng cho tao đấy. Cái mở bụng tao cũng mở bụng đó. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Không phải thôi, anh tha cho em đi. Giờ mà phải có hành có tỏi nữa thì ngon nhờ. Gì, tỏi với hành nữa đúng không? Ôi, ghê vậy. Ôi. Ôi. Wow. Wow. Trời ơi, có cả hành nguyên cây luôn nè. Đi đi. Ơ, khoan đã. Còn bây giờ mình lấy cái gì mình cắt đây? Thì trong cái gia đình này cũng đem rồi tôi. Có đem lên trời cho tôi. Rồi tắt đi.